khi mà giáo viên coi thi bảo hết giờ rồi, nghe chưa, biết không, gục hết xuống sau khi làm được khoảng 33 câu 34 câu là gục xuống không làm nữa, nghĩ rằng là mình đã xong rồi, nghĩ rằng là mình đã thành công rồi, nghĩ rằng là mọi chuyện là an bài, vẫn phải thẳng lưng. Thầy rất thích tư thế thẳng lưng khi các em ngồi làm bài, nên là các em ngồi. Những kẻ mà